Vâng, và chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Baudio. Ngày mai thì trở lại kênh của em có về thêm cho các bác một đôi duy nhất các bác nhá. Hiện tại về được một đôi thôi. Đó là đôi Monitor Audio Silver 100. Đây là phiên bản mà cao cấp, gần như gọi là trùm cuối trong cái phiên bản cái dòng loa bookshelf của dòng Silver này. Thì trước đó có cái dòng tiền nhiệm là cái dòng Monitor Silver 50. Sau đó thì hãng đã nâng cấp lên và đưa ra cái phiên bản rất là cao cấp và chỉnh chu này, và được kỳ vọng sẽ được đánh giá cao ở thị trường rất là nhiều. Đó là cặp Silver Monitor Audio Silver 100. Cặp này thì đang bán ra tại niêm yết tại hãng có giá là 17 triệu. Tuy nhiên là tại nhà em thì sẽ vẫn luôn hỗ trợ các bác mức giá tốt. Bởi vì thứ nhất là nhà em thì bán hàng online là chủ yếu, không mất các chi phí mặt bằng. Do đó là sẽ chiết khấu giảm cho các bác là mức giá là 15 triệu và bao ship toàn quốc cho các bác cặp loa này các bác nhé. Thực tế các bác thì thấy ở trong video nhìn nó hơi nhỏ nhưng ngoài đời nó rất to. Đây là cặp loa có kích thước rất lớn và phù hợp cho các bác đánh ở phòng khoảng tầm 25 đến 35 mét vuông các bác nhá. Ok, ngay bây giờ thì em sẽ mở hộp luôn cho các bác xem một cặp duy nhất này. Cặp này có hình thức là hàng mới tinh 100% các bác nhá. Mới tinh 100%. Bây giờ thì camera sẽ lại gần và quay lại gần đây để em sẽ khui cho các bác luôn. Đây, cái này thì hình thức là mới các bác nhá. Màu này theo bên ngoài ghi là màu walnut, là màu gốm gỗ. Đây, các bác nhìn này. Các bác sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có một cái này nó để bịt cái lỗ thông hơi thoát hơi ở phía sau của loa các bác nhá. Một quyển sách hướng dẫn bao gồm cả một cái này là cái lục lăng để các bác có thể xử lý nếu các bác muốn tháo loa hay lắp đặt thêm cái gì đó, em không rõ một tí nữa, chúng ta sẽ biết. Ok. Bây giờ sẽ nhấc cái xốp về ra. Một cặp loa các bác nhé. Ở bên trong các bác nhìn này sẽ có hai cái chiếc loa và một hai cái hai bên sử dụng để hai cái EK đây nhá. Để tháo cho các bác xem luôn. Cái này thì chúng ta sẽ tháo ở dưới trước các bác, tháo ở dưới trước. Ở dưới thì có cái băng dính này, cắt luôn các bác. Hàng mới nguyên hộp các bác. Đây là thực ra thì cũng một tình cờ thôi. Hôm nay thì nhà em có một bác khách ở trong Sài Gòn đó, em mua cái đầu giải mã của nhà em. Bác ấy có một cặp Monitor Audio tiếng rất là hay mà em vừa cấp up trên kênh YouTube ấy. Thì tình cờ nhà em về là một cặp mà cặp loa này, hàng mới nguyên hộp để cho bác. Đây, một chiếc nữa em đặt hộp nốt cho bác. Rất nặng các bác. Mỗi một chiếc loa này có cái cân nặng lên tới hơn 9 kg các bác nhá, gần 10 kg. Thuộc loại rất là nặng và thật sự là hàm hố. Con này nhìn rất chắc chắn luôn, đúng là cái dòng anh chị, cái dòng mà hãng người ta đầu tư rất là nhiều rồi, nhìn rất chắc chắn. 15 triệu thì là khá là ổn. Ok, đây sẽ quay lại cho các bác xem. Đây là một cặp loa các bác nhá, một cặp loa hàng mới tinh. Thì bây giờ các bác có thể nhìn này. Ở đây thì chúng ta sẽ có, em sẽ review luôn cho các bác để các bác có hình dung được. Đầu tiên để nói về cái chiếc cặp loa này thì có chiều cao khoảng 37 cm các bạn, chiều ngang khoảng 23 và sâu là khoảng 30 cm. Con này sở hữu một cái dạng bát là bát nên được tối đường kính rất lớn, nên tới là 20 cm các bạn nhé. 20 cm là một con số rất lớn. Bình thường các dòng loa bát thì khoảng tầm 15 đến 16,5 là nhiều thôi. Bát 20 rất là ít. Và con này bao giờ hữu bát tới 20 cm. Và cái phần màng loa bát này được làm dạng như là dạng bát màng nhôm và có cái hình dạng làm giống như là cái vỏ của quả gôn, bóng gôn ấy, cho cái sự cứng chắc rất là cứng vững so với màng bát này. Và củ loa chép con này được làm dạng chép mà gôn của độc quyền của hãng, và bên trong bên ngoài được bao bọc bằng một cái lưới tản nhiệt lớn các bác nhá. Bên trong thì sẽ sử dụng cái dạng cái này là bằng vàng đồng nữa, bằng chép vàng đồng của hãng, công nghệ độc quyền của hãng. Và điều đặc biệt nữa là gì, khi mà nâng cấp từ cái dòng Monitor Audio Silver 50 lên ấy, thì con này được trang bị bên trong. Các bạn biết là bên trong được trang bị một cái ấy, toàn bộ cái đường dây của nó đều là dây lõi, dây OFC, loại OFC mạ bạc các bạn nhé, dây OFC mạ bạc cho cái chất lượng âm thanh rất là cao, và đặc biệt là phần tần thì làm bằng phân tần bằng thép chống rỉ và sử dụng linh kiện cao cấp để cho chất âm tuyệt vời nhất cho cái thiết bị cái dòng bookshelf đầu bảng, của có thể gọi là đầu bảng là Silver đối với bookshelf. Trong dòng bookshelf thì nó thuộc dòng anh cả và dòng được đầu tư nhiều nhất của hãng Monitor Audio các bác nhá. Ok, thì với mức giá ở bên thân, bây giờ sẽ quay cho các bác xem phía sau tiếp đây. Phía sau các bác nhìn này, phía sau đây. Phía sau thì con này cũng rất là hay ở chỗ tất cả cái phần lỗ thông hơi này. Lỗ thông hơi này thì được sử dụng để một cái đường dạng như là một cái
lỗ thông hơi, kiểu dạng trang bị tất cả cái khía như vậy để cho nó có sự tạo thoát hơi, thoát cái cộng hưởng tốt nhất. Ở đây thì trang bị một cái lục lăng để bác có thể căn chỉnh cái tiếng của nó, hoặc là bác tháo loa hay căn chỉnh nó tiếng của nó. Cái này thì em không rõ cụ thể, nhưng đây là trang bị cái lục lăng để có thể tháo loa dễ hơn cho. Ở đây bây giờ các bác nhé, con này thì có hai cái đường bát xép được nối với nhau một cầu như thế này, và các bác có thể tháo hai cái này ra để các bác đánh bắp chuối. Cạnh nó ra chúng ta có thể sử dụng bắp chuối, hoặc là các bác có thể tháo cả cái cầu loa ra, các bạn đánh loa dạng bi quai được. Đây là dạng loa hai đường tiếng. Và đặc biệt là gì, đối với những cái loa mà có bộ sở kháng 4 ohm ấy, thì nếu mà con này sở hữu độ nhạy là lên tới 88 dB. Tuy nhiên là ở độ nhạy này đánh giá rất là cao, bởi vì tại sao, bởi vì đối với loa sở kháng 4 ohm ấy, thì độ nhạy mà 87 hay 88 dB là chuyện bình thường. Nhưng đối với loa 8 ohm như con này, như cặp loa Monitor Audio Silver 100 này, thì đấy là điều rất là ấn tượng, bởi vì độ nhạy rất là cao, bởi ở trường hàng 8 ohm, và các bác rất là dễ ghép đánh những cái âm ly bookshelf, âm ly dạng như là âm ly ma răng hay âm ly đề đông hay vân vân và vân vân, những âm ly mà nó có cái công suất khoảng tầm 5-60W trở lên đã đánh vô tư rồi, đánh rất hay rồi. Và ở đây thì con này công suất maximum mỗi một loa là 120W và trở kháng là 8 ohm các bác nhá. Độ nhạy là 88 dB và tần số xuống thấp nhất lên tới 40Hz các bác, 40Hz các bác các bác. Đấy. Ok. Thì rất là hay, và có thể các bác dùng bao giờ bắp chuối để đánh được, rất là dễ đánh. Và âm ly thì em luôn gợi ý cho các bác âm ly hay của nhà em được lựa chọn, có thể các bác sử dụng âm ly Marzang NR1200, hoặc các bác có thể nâng cấp lên thì Marzang CR412 hoặc CR612. Đến âm chúng ta có thể lựa chọn đến âm DRA800H vân vân. Đó là những âm ly rất là hay của nhà em và đang cung cấp ở cho các bác ở trên thị trường với mức giá vô cùng tốt mà em đánh giá rất là hay. Ok, và ngay bây giờ thì sẽ cảm ơn các bác cùng đến với test cái chất âm của cặp loa Monitor Audio Silver 100 này với mức giá là 15 triệu. Và ngay bây giờ em sẽ ghép cho bác một cái chất âm ly của nhà em để bác có thể trải nghiệm âm thanh đến từ cặp loa cực kỳ hay, với màu toàn bộ phần gỗ này là gỗ màu vân nớt các bác nhá, và được làm gỗ MDF giả, màu sơn giả vernier rất giống gần như đến 99% so với gỗ thịt ở ngoài các bác, rất đẹp luôn. Ok các bác nhá.
tình bông. Mất biết là màu riêng tôi lạnh lùng, thương cho người về cô đơn với bóng. Mây chiều lặng loài đã xuống với thu mênh mông. Ai lắng du đêm dài cùng khói mây, hôn tóc em nghe hồn mình đắng cay. Tháng năm buồn miên mài từng ngón tay, khi về con sao xuyến xu hồn người đắm say. Nhớ mãi từng chiều thu rơi ngắm chung, mong người về cho vơi xa buốt, nghe hồn từng mùa đã qua.